Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, những gì Đại Đức Thiện Hiện nói đều căn cứ vào không vô tướng vô nguyện, cũng căn cứ vào bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, căn cứ vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, căn cứ vào tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, căn cứ vào bố thí cho đến bát nhã bà la mật đa, căn cứ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, căn cứ vào chân nhường cho đến cảnh giới bất tư nghỉ.